Rồi, xin chào mọi người. Sau đây mình giới thiệu cái vừa hoàn thành. Đây là cái chạm bơm điều khiển tứ dừa, chuối và các loại cây trái nhằm giúp cho cây có nước phát triển tốt hơn vào mùa hạn. Thì đây là chính là sơ đồ như là phần lắp ráp của chạm bơm điều khiển bằng tự động. Thì đây cái chạy bằng auto thì nguyên bộ mạch của nó như thế này. Thì có CB, thì rơ le kiến, rơ le này lớn hơn loại rơ le kiến nhỏ thường. Le này hơi lớn hơn chút. Đây, các mạch điện tử kia là gồm ngoài bìa bên kia, bên tay phải là mạch so sánh dùng IC. Rồi, mạch đèn lên xuống là báo trạng thái auto. Rồi, cũng như mạch phát tín hiệu auto ga lo và relay 6V. Thì các nhiệm vụ chức năng này cũng có một làm việc riêng của nó. Còn ở trên là bộ lập trình dùng để cài đặt bằng tay. Thì chỗ này tại sao phải có thêm những giặt mạch điện tử như vậy? Mạch điện tử này thiết kế riêng để lắp vô đây nhằm hỗ trợ bơm trong lúc bơm chạy một mình. Nhưng mà đôi lúc đích bơi của mình ở dưới hầm thì đôi lúc cũng nó bị hụt nước. Mà chế độ auto thì mình không có ga thông thường được, mình không có ga bật tắt bằng tay được, mà mình phải chọn tự động auto. Và chế độ này nó chạy theo mình cài đặt, mình lập trình. Thì thí dụ như không có những mạch điện tử so sánh như thế này. Đây chính là hai cái con bị so sánh chút nó sao. Nếu như mình không có những dạng như thế này thì khi mà motor của mình chạy bơm thời gian thì thí dụ như lúc bơi nó kẹt cái gì gác gì nó hụt nước, nước nó chảy xuống khỏi cái lồng bơm này, thì mình khi mình không có ở đây trong nhà thì khi mạch điều khiển motor cho tới giờ tưới thì motor này nó tưới nó không hiểu là có nước hay không có nước, nó cứ cấp nguồn cho nó là nó chạy. Thì nó khởi động nó chạy thì nó chạy không tải, nó chạy không có nước. Thì nó chạy không có nước thì làm bơm cháy hay là phốt bị cháy hư. Thì ở đây mình khắc phục những mạch điện tử đó để làm nhiệm vụ đó. Thì mạch điện tử này mình dùng mạch so sánh. Thì ở đây có hai cái con cảm biến là dùng hồng ngoại, cái con phát và con thu. Hai con này nó gặp môi trường vật trắng là nó sẽ kích hoạt tín hiệu. Thì ở đây mình dùng môi trường vật trắng là nước. Thì mình lắp vô sơ đồ mạch so sánh thì trong tài liệu giấy tờ cũng có hết. Thì ở đây là mình chỉ nói sơ đồ lắp ráp thôi. Thì lắp ráp lên như thế này thì sơ đồ cái làm việc của nó là khi mà không có nước. Không, bình thường có nước thì hai con này nó sẽ cho cái relay nhỏ màu đen ở đó kính mạch nguồn điều khiển, thì tới giờ lập tức là relay kiến bên đây nè nó đóng là motor nó khởi động. Còn khi mà không có nước trong đây, có nghĩa là nước bị đứt bơi hụt á, thì hai con này nó nhận được tín hiệu thì nó nhả cái relay nó ra không cho nguồn kính mạch, mặc dù tới giờ cho bơm chạy nhưng mà bơm không chạy được. Nguyên lý làm việc của nó là như vậy. Còn mạch thì mạch dùng mạch so sánh, dùng IC HA741 để so sánh tín hiệu, IC mạch op amp. Còn các mạch tương tự như là mạch đèn đỏ LED chớp tắt là nó báo ở trạng thái auto. Đi sâu hơn chút nữa thì trong đây là cái sơ đồ cái mạch để điều khiển bơm trên nó. Thì giờ đang chạy ở chế độ auto. Auto là mình chạy theo giờ,
Bây giờ tôi muốn là bây giờ muốn chạy men để cho bơm tưới tặng test luôn. Thì bây giờ mình chạy men thì mình phải chuyển qua chế độ mũi tên á, chuyển on auto up á. Bây giờ mình chuyển qua men on. On là cái là kiến sẽ có nguồn báo motor hoạt động chạy dòng này kia tốt, motor ấm không với tơ này lâu mà dòng mà cũng tốt. Tơ này xưa xài trong nhà nhưng mà hiện tại giờ xài nhập sắm motor mới, đem cái cũ này ra đây sửa lại này kia, sơn phết này kia, đem ra ngoài vườn tưới đồ. Motor giờ đã khởi động thì tín hiệu khởi động thì đèn led báo nguồn này kia nó sẽ hoạt động là việc của nó. Motor chạy và nền cân nền motor này kia rồi nước nó đang đi ra và hệ thống tưới dừa đang tưới. Thì bây giờ mình đi đi qua bên kia đặng coi hệ thống tưới dừa thôi. Kia đi lộ ở bệnh. Đây nước nó đang bắn. Dừa này là dạng dừa dâu, dừa dừa kiển. Uống nước cát ngọt nhưng mà Tết thì lấy bán đồ chưng rồi. Dừa này dừa dâu, dạng dừa dâu. Đây. Nước nó được bắn lên. Mùa hạn thì dưới gốc rất là khô. Khô tới nỗi mà cây ở trên nó bị hư lá. Nên mình thấy vậy mình mới lắp hệ thống tưới này cho nó bắn lên đọt luôn. Cho nó chung là cho dừa nó tốt. Trái nó ra nè, tròn nhỏ, vậy là vừa ăn rồi. Rồi tưới thì gồm các hệ thống tưới, các vòi quanh này mua này kia về rồi mình làm ra nước bắn lên cao tầm cao này, nước không bơm áp suất nó cũng hơi mạnh nên bắn nó cũng vừa tầm im đó, đó vừa nước nó bắn lên đọt cái nó thấm từ từ xuống gốc. Nước nó thấm gốc rất là tốt, mát cây dừa. Rồi ở đây cũng bắn thêm tưới thêm một cái cây dừa mới trồng. Rồi mới trồng thấy nó cũng khô, sẵn đi ngang có đường ống nên là chia ngã cho nó và cấp cho nó một cái nguồn tưới cho nó mát luôn. Rồi tiếp theo cắt nguồn ống từ từ. Hàng này đây cắt mô hình tưới dừa rất là đẹp. Rồi rất là mát dừa. Dừa rất là tốt, trái này kia mới bán được rồi mà giờ dừa rất là đậu nhiều ha. Đây giờ mà bắn lên cây dừa và cho nước có thẩm thấu từ từ xuống cây dừa dừa gốc. Rất là mát. Cái này mình rải phân cái nữa là phân nó sẽ gặp nước nó tan thấm vô dừa, dừa chúng ta rất là mát tốt. Hệ thống vòi tưới đây thì chuẩn bị trồng một cái loại cây khác nhưng mà chưa có đào lỗ nên là quanh vòi lắp rồi. Đây dùng bát xoay chưa có mở quanh cho nó sợ làm việc. Ở đây cũng vậy, ở đây cũng tưới luôn dừa nhìn rất là đẹp, dừa rất là đậu mát, rải phân cái nó là dừa rất là tốt luôn. Đó. Nước xuống gốc rất là tốt. Đó. Ở đây là một cái bưởi, đây cái bưởi trồng cũng điền cho nó một cái nguồn nước cần nó tưới cho nó có nước đủ cho nó. Đây dài dài ở đây thì cũng có vòi tưới hết. Nước ở đây cũng bắn vô gốc. Đây. Nó cũng bắn lên cây, bắn cao lên là cho nước nó xuống từ từ. Rất là mát gốc. Nhìn vừa xanh tươi. Dài dài này mới ống nè, chỗ này chưa có xả quanh cho nó tưới. Dài dài ở đây luôn. Mới thử nghiệm và mới mua ống đặt tới đây. Đang thử nghiệm tưới cây trái tốt thì sẽ tiến hành lắp thêm dài qua tới ngoài hậu luôn. Đây ngoài cũng có mấy cây trăm mét nữa. Thì đây lắp tới mới lắp tới đây thôi. Dừa đang bắn lên cây. Dừa này nó mới có bông mà. Rất là hồi đó lúc trước cây dừa này rất là khô luôn. Mùa hạn nhìn đất ở dưới gốc nứt, giờ có nước cái nhìn nó mát. Đây, ok. Đây là chính là hệ thống dừa tưới mình hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình chia sẻ kinh nghiệm mình mấy kia mới lắp.
Rồi, xin chào các bạn.